Vì sao tôi không tin lá số tử vi? Câu hỏi mà bạn có thể đặt ra để nhận thức rõ hơn về sự tồn tại của chính mình. Tôi là ai? Điều gì đã hình thành nên tôi của ngày hôm nay? Tôi ở đây để làm gì? Và tương lai của tôi sẽ như thế nào? Mỗi câu hỏi ấy, đáp án của một người này chắc chắn sẽ khác với người kia. Chúng ta được những cặp bố mẹ khác nhau sinh ra vào các thời tiết khác nhau trong năm. Chúng ta có bộ gen khác nhau và cách môi trường tác động tới chúng ta cũng khác nhau. Kinh nghiệm sống của chúng ta là những trải nghiệm được tạo từ thời bé tới lớn. Kỹ năng của chúng ta là những phản xạ được hình thành từ não bộ và những neuron thần kinh. Kiến thức của chúng ta là những thứ được lưu vào trong bộ não và có thể lấy ra khi cần dùng. Mỗi người có một tuổi thơ, hoàn cảnh sống và trăm ngàn thứ khác nhau. Vì thế, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi người đều khác nhau. Về cơ bản, mỗi người chúng ta trong cuộc sống này đều là một nhân vật đặc biệt. Hiện nay có nhiều phương pháp dựa trên một số đặc điểm của con người để xây dựng nên tính cách của họ, thậm chí cả quá khứ lẫn tương lai của họ. Ví dụ như lá số tử vi, trắc nghiệm MBTI, trắc nghiệm IQ, sinh trắc học vân tay, cung hoàng đạo, bói bài tarot, vân vân. Bản thân mình cũng đã từng một thời say mê những phương pháp đó, vui ra trò khi thấy chúng nói tích cực về mình và buồn man mác khi có những điều tiêu cực được đề cập tới. Nhưng sau này, khi đã tìm hiểu về bản chất của những phương pháp trên, cộng với việc được tiếp xúc thêm nhiều tri thức trong cuộc sống, mình nhận ra rằng mình không cần tin tưởng chúng nữa, ít nhất là với cuộc sống của mình và những người xung quanh. Đó là mở đầu cho bài viết Vì sao tôi không tin vào lá số tử vi của tác giả Hạ Hồng Việt, được đăng tải trên mạng xã hội Spyroom 4 năm trước. Lưu ý, bài viết này không đại diện cho thế giới quan của Spyroom, chúng mình chỉ đơn thuần đóng vai người đưa thư thôi nha. Vậy nên, nếu các bạn thích tiếp xúc thêm với những bài viết tương tự thì đừng ngại gì cả, hãy ghé qua website của Spyroom để khám phá nhé. Còn bây giờ thì trở lại với bài viết thôi. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Lý thuyết dán nhãn. Trước khi đi vào phân tích cụ thể hơn thì mình nghĩ rằng cần giới thiệu qua với các bạn về lý thuyết dán nhãn. Đại khái, có một lý thuyết xã hội học mang tên gọi là lý thuyết dán nhãn. Lý thuyết này nghiên cứu hành vi ứng xử của con người theo phương pháp phân tích tương tác biểu tượng, qua đó khẳng định hành vi tuân thủ hay lệch lạc của một người là do kết quả của quá trình người khác xác định hay gán nhãn hiệu. Lý thuyết này nhấn mạnh đến tính tương đối trong việc đánh giá hành vi lệch lạc, tức không theo chuẩn thông thường. Cùng một hành vi có thể định nghĩa khác nhau trong các tình huống khác nhau. Nếu để ý, bạn sẽ thấy bản thân chúng ta cũng thường thích dán nhãn cho các hành vi mà chúng ta cho là lệch lạc. Và khi một người đã bị coi là lệch lạc, thì cái nhãn hiệu này đã trở nên có ý nghĩa khi xã hội đánh giá hoặc người đã tự nhận thức về bản thân mình. Ví dụ, một người vô tình bị dán nhãn là béo, thì bản thân họ dù không muốn nhưng vẫn có thể nảy sinh cảm giác tự ti về hình thể, nói dối về cân nặng, lảng tránh những hoạt động như khiêu vũ hay bơi lội. Trong quan điểm của mình, các phương pháp đánh giá con người dựa vào một số đặc điểm cục bộ như sinh ngày giờ nào, vân tay như thế nào hay mặt mũi trông ra sao thì đều có liên quan ít nhiều đến lý thuyết dán nhãn. Đằng sau một lá số tử vi. Có bao giờ bạn tự hỏi làm sao để một người có thể xem tử vi trọn đời cho người khác? Hay là làm thế nào để một người nhìn vào một vài lá bài tarot có thể đoán định trong tương lai của bạn sắp gặp chuyện gì và hướng giải quyết nên ra sao? Làm thế nào một người có thể nhìn vào mặt bạn và phán rằng bạn có tướng sát chồng? Hay làm thế nào một người có thể xem chỉ tay và nói rằng đường tình duyên của bạn nhiều trắc trở lắm? Đương nhiên, họ không thể tự nghĩ ra rồi. Đáp án đơn giản là họ phải học từ trước đó. Lấy ví dụ về xem tử vi, họ phải biết cách lập một lá số. Họ phải nhớ bằng hết tất cả các sao và cách đặt các sao đó dựa trên giờ, ngày, tháng năm sinh và giới tính trên 12 ô vuông tương ứng với 12 con giáp. Sau khi lập xong lá số, họ phải hiểu mối tương quan giữa các sao và việc sao nào ở ô nào sẽ mang lại những điềm báo gì cho cuộc sống. Thậm chí còn phải xét đoán xem các sao kết hợp với nhau như thế nào. Tử vi có 93 sao, 12 cung, phải học hỏi chuyên tâm trong nhiều năm mới có thể thành thạo trong việc lập lá số và xét đoán căn bản. Những yếu tố cần thiết để có thể giải đoán tốt lá số tử vi của một người đó là trí nhớ, suy luận, trực giác và kinh nghiệm. Ba yếu tố trong đó ngoại trừ trực giác đã liên quan tới kiến thức có đường từ học tập. Tức là không cần phải thần thánh gì thì mới xem được tử vi cho người khác.
Chưa nói đến việc là các thầy bói được biết đến là có năng lực cao, thì bên ngoài trực giác, họ còn có kiến thức uyên thâm và khả năng đọc nguội đối phương. Lưu ý là ở đây, mình không nhắc đến các yếu tố tâm linh hay là phủ nhận hoàn toàn khả năng rằng liệu có ai đó có siêu năng lực đoán trước được tương lai. Đơn giản là vì những điều ấy chưa được khoa học công nhận và mình cũng không có khả năng đó để kiểm nghiệm thực chứng nên không biết được. Vì thế nên mình không đề cập trong bài. Giờ thì hãy quay trở lại với lý thuyết dán nhãn. Khi bạn để ai đó xem tử vi cho bạn, tức là bạn đã để họ dán nhãn cuộc đời dính vào một cái lá số. Lá số đó sinh ra từ sách vở, những thứ có từ trước khi bạn ra đời rất lâu. Hiện nay, thế giới có hơn 7 tỷ người, vượt xa con số vài trăm triệu của những thời kỳ trước. Vị trí các vì sao ngày nay trên bầu trời cũng khác với ngày xưa. Thậm chí, ngay cả hình thể của trái đất chúng ta đang sống trước kia so với bây giờ cũng ít nhiều khác biệt. Nếu mọi thứ đều có thể thay đổi một cách khó lường đến vậy, thì tại sao chúng ta lại có thể tin tưởng vào những kiến thức lá số tử vi chủ yếu bắt nguồn từ sự quan sát thu thập kinh nghiệm của một số người ở khu vực châu Á xưa? Trong cuộc đời của một người châu Á xưa, cụ thể, ở đây là một học giả nghiên cứu tử vi, thì con người ấy sẽ gặp và quan sát về cuộc đời của bao nhiêu người để hình thành nên một lý thuyết khái quát về diễn biến cuộc đời con người đủ đáng tin. Và liệu có bao nhiêu sự liên kết giữa những học giả cùng nghiên cứu về vấn đề này để tạo thành một hệ thống lý thuyết tổng thể nhất quán? Theo quan điểm của mình thì nó sẽ không liên quan nhiều lắm. Bởi vì chỉ 10 năm thôi mà thiết kế cảm ứng đã thay đổi cục diện ngành điện thoại di động trên toàn cầu, thì chẳng có lý gì mà cuộc đời con người ta lại phụ thuộc vào những lý thuyết mơ hồ được viết từ vài trăm năm trước cả. Nói về tương lai, có một kỹ năng gọi là nói nước đôi, kiểu gì cũng trúng. Kỹ năng này hiệu quả là nhờ tác động của lý thuyết dán nhãn và ám thị. Ví dụ, nếu nói tháng 7 âm năm tới gia đình bạn có chuyện buồn, bạn sẽ đặc biệt để ý đến những tiêu cực xảy ra trong tháng 7 hơn là các tháng khác. Nếu chẳng may mọi chuyện không xảy ra như dự đoán, thì kiểu gì các ông thầy cũng có thể lý giải được lý do. Động mồ mả, rồi gia tiên trách, rồi hỏi xem có làm gì có lỗi không. Nói chung là chưa cần đến năng lực siêu nhiên, chỉ cần có kiến thức, kỹ năng nói nước đôi và khả năng đọc nguội, suy đoán dựa trên phản ứng của đối phương, thì đã có thể dự đoán được 50-70% quá khứ và tương lai của ai đó. Những suy đoán dựa trên 50-70% này, nói thẳng là mình không tin. Một khi lối suy nghĩ nào đó xuất hiện trong đầu, chúng ta sẽ rất khó bỏ chúng ra. Đó là điều tự nhiên trong cuộc sống và cũng có nghiên cứu khoa học về điều này. Nếu ai đó nói về tương lai của chúng ta, đương nhiên nó là một suy nghĩ mới. Chúng ta dễ dàng bị lối suy nghĩ này chi phối. Tức là ban đầu, bạn có thể hoàn toàn không phải là người kiêu ngạo. Nhưng do bạn sinh vào tháng 8, và hầu hết tài liệu về cung sư tử nói rằng những người thuộc cung này thường cư xử một cách kiêu căng và ngạo mạn. Và thế là bạn vô tình trở thành người như vậy trong mắt những người tin vào cung hoàng đạo. Và nếu bạn cũng là một trong số đó, bạn sẽ cư xử như vậy và nhìn cuộc sống theo lăng kính kiêu ngạo. Vâng, đó chính là mình đấy. Mình sinh vào một ngày tháng 8 thuộc cung sư tử. Mình đã gặp khá nhiều vấn đề khi bản thân mình cư xử kiêu ngạo thái quá, như thể mình tin rằng như thế mới đúng với mình. Nhưng khi mình khám phá ra rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi cung hoàng đạo, mình đã quyết định lắng nghe bản thân kỹ hơn thay vì cứ cư xử theo những cái nhãn tự dán. Bây giờ, mình không nghĩ mình là người kiêu ngạo, hoàn toàn không. Tuy nhiên, ngay cả khi mình đã cư xử khác, nhưng một số người tin vào cung hoàng đạo vẫn nhìn vào đó và nói rằng vẫn thấy một nét gì đó kiêu ngạo trong hành động của mình. Mình không có vấn đề gì với họ cả. Ta có xu hướng xem xét mọi hành động của người nào đó theo cái nhãn mà ta đã gán cho họ. Vậy nên, nếu bạn thấy cuộc đời bạn diễn ra đúng theo như tử vi, như đường chỉ tay, như các cung hoàng đạo, thì tức là bạn đã vô tình cư xử và nhìn mọi thứ theo cái nhãn bạn tự dán cho mình rồi đó. Tất nhiên, mình không nói rằng việc này tốt hay xấu. Mình chỉ muốn bạn lưu tâm rằng nếu bạn tin rằng cuộc đời được định đoạt chỉ bằng một vài lần xem bói, thì đây là một góc nhìn khác. Lời kết. Mình không có mong muốn đánh đổ niềm tin của các bạn vào tử vi, chiêm tinh, MBTI hay bất cứ điều gì tương tự khác. Lựa chọn tin tưởng theo điều gì luôn là của bạn. Bởi vì cuộc sống là của chính bạn, bạn hãy tự quyết định lấy. Mình chỉ trình bày những điều mình suy nghĩ và lý do tại sao mình không tin tưởng vào những phương pháp kia và không để chúng áp đặt lên cuộc sống của mình. Bạn có thể thấy thuyết phục hoặc không, không quan trọng. Mình nêu ra vấn đề này chỉ là bởi vì đâu đó mình đã đọc được những phương pháp hướng dẫn mọi người nhận thức sâu sắc về bản thân hơn thông qua những câu hỏi trắc nghiệm MBTI, trắc nghiệm IQ, xem tử vi, v.v. Mình không nhận thức về bản thân thông qua những cách đó. Đối với mình, nhận thức về bản thân là một quá trình rất dài. Đó là cả cuộc đời tự đặt câu hỏi xem mình là ai, mình thực sự muốn gì lúc này, điều gì sẽ trở nên ý nghĩa. Mình không tin rằng một hai bài trắc nghiệm hoặc ai đó thông tuệ một bộ môn giải đoán tương lai nào đó lại có thể làm được điều khó khăn như vậy giúp mình. Để kết thúc video này, Spyroom muốn cung cấp cho các bạn thêm một vài góc nhìn từ trên website của chúng mình.
Có tương đối nhiều người đồng ý với tác giả Hạ Hồng Việt. Xong, để cân bằng cuộc tranh luận, chúng mình sẽ chủ yếu chọn từ góc nhìn ngược lại. Đầu tiên là Top Comment từ Sweetie Cherish, tác giả nổi tiếng với chuỗi bài về cuộc sống tại Trung Quốc. Bạn này chia sẻ rằng ban đầu cũng là một người không tin vào tử vi, nhưng sau một lần được phán hết đúng về cả quá khứ lẫn tương lai, Sweetie Cherish đã phần nào thay đổi góc nhìn và cảm thấy tò mò, muốn được thấy nhiều nghiên cứu hơn về chủ đề này. Bình luận được like nhiều thứ hai đến từ Dark Eyes. Ý mà Spyroom thấy đáng suy ngẫm nhất từ bình luận này là về sự so sánh khập khiễng giữa tử vi và MBTI. Tuy nhiên, các bạn hãy là người quyết định nha. Cuối cùng, Spyroom muốn kết thúc video này bằng bình luận của một người dùng có tên là I'm Science. Cụ thể, dưới quan điểm của một người có biết chút chút về tử vi, thì mình có góp ý kiến về khái niệm tử vi thường đi với thực nghiệm. Tức là như bạn nói, kiến thức thì là hàng trăm năm về trước, nhưng thế sự thay đổi, các quan niệm cũng khác, do đó cách luận cũng khác. Nhưng bạn nói thế là chưa bao quát vì nó trường tồn và có những giá trị gốc bất biến, và người thời nay tiếp tục dựa vào đó để phát triển tiếp nó lên. Giống như định lý, dù có qua thời gian thì nó vẫn đúng và được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Vậy thì các bạn thì sao? Quan điểm và trải nghiệm riêng của các bạn về tử vi là gì? Quan trọng hơn là các bạn muốn Spyroom thực hiện video về chủ đề nào, có thể chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận được không? Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.